Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yo Kim Mom và mình là Thương. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn thấy mình trên YouTube, hãy bấm nút đăng ký tham gia vào kênh của mình nha. Bài tập hôm nay sẽ là một cái bài rất là dễ chịu cho vùng hông, vùng đùi, vùng cơ sàn chậu. Mình nhớ là cái hồi 7-8 năm trước gì đó, lúc mà mình tập cái khóa training huấn luyện viên yoga đầu tiên ở Bali á, thì có một cái cô dạy của mình, cổ là bác sĩ tâm lý, đồng thời cổ dạy Ayurveda. Thì các bài tập của cổ thường là tập vào vùng hông, vì cổ nói là đối với phụ nữ thì cái vùng hông là cái nơi mà chứa đựng cái cảm xúc, cái suy tư của phụ nữ nhiều nhất. Cho nên những cái bài tập vào vùng hông nó sẽ giúp giống như là khơi thông, giải tỏa cái căng thẳng, cái bức xúc, cái dồn nén của các bạn nữ nhiều hơn. Thì hôm nay mình tự tập nha. Và mình thấy khá là hợp với mình. Đó là đặc biệt là cái giai đoạn mà bỉm sữa sau khi sinh xong á, mình tập cái sàn chậu, tập vùng hông nhiều, giúp cho mình thấy thoải mái hơn, thấy dễ chịu hơn. Mình lắng nghe được cái sự chuyển động của vùng hông, vùng đùi, cái sự uyển chuyển cái vùng thân dưới của mình, làm mình cảm thấy tự tin, dễ chịu hơn. Mọi người trải thảm ra và tập cái bài tập cho vùng hông đùi ở bên dưới này cùng mình nha. Như thường lệ thì các bài tập của mình, các bài tập trên kênh này của mình nè, sẽ không có quá phức tạp đâu. Tất cả mọi người, mọi level đều tập được bài này. Không có quá nhiều các cái động tác mà xoạc hay là uốn cong hay là lắc lẹo uốn éo. Khó quá mà, bài tập online không thể nhìn thấy được, không thể tập đúng được hay là khó khăn lắm mới tập được. Nó sẽ rất là đơn giản, dễ chịu. Có thể là bạn nhắm mắt lại trong suốt cái quá trình tập và hướng cái suy nghĩ vào vùng chậu của mình khi tập cũng được luôn á. Nào, hơi dài quá ha. Mình trải thảm ra và bắt đầu bài tập hôm nay nha. Nào, hãy ngồi lên giữa thảm của mình, để chéo chân hoặc là để cách nào cũng được. Thẳng lưng, thư giãn cái vai hông một chút và đặt hai tay lên gối của mình. Mình có thể khép nhẹ ngón cái, ngón trỏ của mình hoặc là cách nào đó mà mình muốn. Nào, nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, hạ nhẹ vùng cằm xuống một chút. Sau đó hướng sự chú ý vào vùng mông của mình nào, và nặng cái vùng mông xuống sàn. Đúng rồi, đừng ưỡn về phía trước hoặc phía sau. Mình bắt đầu đem sự thư giãn vào hơi thở của mình. Hít vào qua mũi, rồi thở ra qua mũi của mình nhẹ nhàng. Nghe hơi thở chậm rãi và đều. Hãy thư giãn gương mặt của mình ra nào. Và hãy tưởng tượng theo Thương nha. Mình tưởng tượng mỗi khi hít vào, mình đem cái sự thư thái lên cái khóe miệng của mình, cười nhẹ một chút trên cái khóe miệng của mình. Và khi thở ra, mình lan cái hơi thở đẩy xuống cái vùng mông, vùng đùi phía dưới của mình nè. Mình cảm giác nó xòe lan ra và nó đầm xuống cái mặt sàn. Lặp lại như vậy một vài nhịp nha. Với từng cái hơi thở chậm như vậy, cái vùng hông của mình, cái đùi và cái bàn chân của mình cũng thư giãn theo. Cảm giác cái sự liên kết của cơ thể mình với mặt sàn nhiều hơn. Mình ngồi êm hơn, vững chắc hơn. Thank you.
một vài nhịp thở nữa nào. Mình đã sẵn sàng và tâm trí mình cũng hoàn toàn tập trung hết vào cái giây phút hiện tại này. Hãy giữ mắt nhắm và mình bắt đầu bài tập hôm nay nha. Mình đưa hai lòng bàn tay mình úp lên đầu gối, hơi cúi người về phía trước một chút, mình cúi chừng 45 độ hoặc 50 độ so với mặt sàn. Sau đó duỗi hai tay chìa về phía sau và lồng ngón tay mình đan lại, nắm chắc cái cánh tay duỗi ra và đừng cong lưng ha. Mình ưỡn cái ngực của mình nè, cúi người rạp nhẹ về trước, như ở đây, không cần xuống hẳn dưới sàn, để 45 độ thôi. Cánh tay nắm chắc duỗi về sau, cầm vai hướng về phía trước. Nếu bạn nhắm mắt được, hãy nhắm lại, sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Và mình sẽ đánh cái vai mình về gối phải, gối trái nha mọi người nào. Lắc về gối trái, về giữa, về gối phải, vẽ thành cái hình chữ C á, hoặc là hình nửa vòng tròn á. Nào, cứ lắc qua lắc lại như vậy và vẫn giữ cái biên độ 45 độ về trước nha. Động tác lắc này nó làm cái thắt lưng mình thoải mái lắm luôn á. Lắc qua lắc lại nào, dồn lực qua mông phải rồi dồn lực qua mông trái, cứ như vậy lắc nhẹ nhàng. Đây, nhẹ nhàng. Một vài nhịp nữa nào. Mình có thể bỏ sâu hơn một chút. Vòng cuối cùng nào, mình sẽ về cái vị trí ở giữa, gỡ hai tay, duỗi hai tay về trước bám xuống sàn, sau đó cúi nhẹ đầu nào, cúi từ từ cho tới khi trán chạm sàn, hoặc nếu bạn không chạm trán xuống sàn được thì cứ để lỏng như vậy cũng được ha. Và mình cuộn nhẹ các đốt sống lưng, từ từ nâng người mình ngồi lên, mở vai, mình mở mắt ra. Sau đó mình đưa hai bàn chân của mình chạm vào với nhau, lòng bàn chân chạm vào này, hai tay nắm riêng ra ha, nắm lấy bàn chân phải, bàn chân trái tách ra này. Sau đó mình xoay cái vòng tròn xung quanh cái hông của mình, nào, xoay qua bên phải này, quay về trước như là giải gạo á, quay qua trái vòng về sau và mình lại xoay vòng tròn như vậy. Và một vài vòng á, khi mà quen rồi mình có thể rạp sâu hơn nè, đại cái vòng nó vào sâu, cảm nhận cái sự thoải mái dễ chịu nhiều hơn. Không cần quay quá nhanh ha, quay chậm để cảm nhận là cái chỗ nào nó đang căng, nó đang dẹt, nó đang xoay như thế nào. Nào, vòng hướng bên này nữa, mình hướng về phía trước và mình quay theo cái vòng hướng ngược lại, hướng bên kia. Một vài vòng nữa thôi nào. Thank you.
Rồi, mình sẽ giữ ở vị trí phía trước, hơi thẳng lưng lên một chút và nhịp hai gối mình lên xuống. Như lần trước có một cái video mình đã nói là mình không cần phải ráng sức mà đập bụt 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 xuống sàn như vậy đâu. Mình đung đưa theo cái khả năng, cái chuyển động của mình thôi nha. Thấy có mấy bạn hỏi mình có cần ráng hết sức mà để đập đập cái đùi bụt bụt xuống sàn không á, thì tùy vào cái sự dẻo dai của cái khớp hạng rồi cái độ linh hoạt của mỗi người mà mình làm thế nào cũng được ha. Nào, nhịp nhẹ nhàng, nhịp nhẹ nhàng. Rồi, đẩy người và thẳng lưng lên, mở chân bên phải của mình ngang qua, kéo cái chân trái khá sát vào vùng hông nè, lắc lư để cái mông của mình không bị vân lên. Vươn hai tay về trước, chỉ cái mũi chân phải lên, hướng mắt nhìn lên, cúi về phía trước, chạm cái bàn tay xuống, sau đó chạm cái cùi chảo của mình này từng tay một xuống sàn. Nếu bạn muốn vào sâu hơn, cúi nhẹ đầu xuống, nhưng mà đừng nhấc cái mông phía sau nhộm lên ha, giữ cái mông phía sau vẫn dưới sàn như vậy ha, giữ cái đùi dưới sàn. Cúi đầu nhẹ nhàng, cúi đầu nhẹ nhàng. Cái cơ đùi bên phải của mình sẽ căng một chút xíu. Bạn muốn nằm bẹp dí xuống sàn luôn cũng được ha, thì duỗi về trước và nằm sạp trán xuống. Bạn muốn giữ ở cùi chỏ như mình thì giữ ở đây. Đừng cong lưng nè, rướn lưng ép vùng bụng vào cái gót chân bên trái của mình á. Giữ lại vài nhịp. Một nhịp nữa, hít vào sâu, thở ra dài. Mình bò bò hai tay và nâng vươn tay lên trời trở lại, rướn cao nhìn vùng hông, nhìn lên và gỡ hai tay ra. Mình đổi qua bên kia. Cái tiếng gãy o o mà mọi người đó nghe đó là tiếng của mấy con gà hàng xóm nhà mình đó, nguồn cung cấp trứng của nhà mình đó. Nắc lư nhẹ nhàng nào, rướn vươn hai tay lên trời, chỉ mũi chân trái hướng lên, cúi về phía trước nào, chạm tay, sau đó cúi chỏ chạm sàn, ưỡn ngực ép vùng bụng, giữ lại ở đây. Hít thở một vài nhịp nào. Lắng nghe hơi thở một nhịp nữa nào. Rồi mình sẽ nâng lên lại nha, bò tay vào và vươn lên, hít vào, vươn cao lên. Sau đó mình gỡ ra. Mình xoay theo cái chiều dọc của tấm thảm, xoay cái mũi tay vào mông của mình, hai cái đầu gối chống hai bàn chân mình mở ra. Mở chân ra rộng bằng hông ha, đạp xuống sàn, ưỡn lên nào, cái xoay cái tay vào mông và ưỡn cái lồng ngực của mình lên. Hít thở dài. Nào, sau khi quen được cái mông dưới sàn, mình đưa người về trước, vươn hai tay lên trời. Lúc này vùng hộp bụng hóp vào một chút này, đừng còng lưng ha. Bụng hóp vô, ưỡn ngực, vươn tay lên, hít sâu, nhìn check lên trời. Rồi thở ra, đưa hai tay về sau, xoay mũi tay vào mông chống xuống, nhấc mông của mình lên khỏi sàn, cao lên, cao lên, cao lên, nhìn lên. Lặp lại ha, hạ mông ngồi xuống sàn, sau khi mông chạm được xuống, vươn tay, vươn người, vươn, nhìn lên. Thở ra, hạ tay nhấc mông, siết bụng, nhấc cao vùng mông, nhìn lên. Tiếp tục hạ mông, vươn tay, hít vào, thở ra. Lặp lại, hạ mông, hít vào, vươn lên, thở ra.
Tiếp tục hạ mông, hít vào, thở ra. Hai lần nữa nha. Hạ mông, hít tay, vươn, thở ra. Nhịp cuối cùng, hạ mông, hít vào, vươn lên và thở ra. Nhấc mông đạp chắc chân, nhấc mông lên, nhìn lên trời, giữ đây một chút xíu. Mình đừng xòe cái gối ra, để cái gối vuông góc và tập trung vào cái vùng bụng, kéo cái mông xít cái đùi nhấc lên. Rồi hạ mông chạm xuống sàn. Mình chèo chân và mình sẽ vào tư thế 4 điểm. Đổ về trước chạm tay, lùi cái đầu gối, hai tay vuông, hai đầu gối vuông, lắc lư nhẹ vùng hông bên phải, bên trái thật thoải mái. Nào mình tập một vài tư thế con bò và con mèo nha. Hạ vùng eo xuống, ngẩng mặt tư thế con bò, cuộn người cụp vào tư thế con mèo. Nhịp nữa nào, hít vào, con bò, thở ra, con mèo cụp cái vùng hông vào. Hít, thở, nhịp nữa nào, hít vào, mình thở ra. Sau đó quay về vị trí trung tâm, mình lùi cái đầu gối về sau thêm một chút xíu, lùi về, chạm cái mũi chân nào, duỗi mông rướn về sau, lúc này cánh tay mình thẳng luôn này, đưa về phía trước, hạ ngực, hạ cặp, uốn lên, rắn hổ mang, lùi về sau, khép mũi chân, nhìn về sau. Tiếp tục ha, vươn về phía trước. Đáng lẽ là mình phải hạ cái ngực xuống á, mà mình đeo cái micro nên nó bị rè khi mình nhìn xuống sàn ha. Nên mọi người mình đeo điệu vừa vừa vậy thôi, còn mọi người rạp nó xuống sàn ha. Lên rắn hổ mang, lùi về sau, chỉ mong nhìn về sau. Tiếp tục nào, về phía trước, ngực hạ cầm, lên rắn hổ mang, lùi về sau, mông vào gót chân. Hai vòng nữa nào, về phía trước, ngực hạ cầm, lên rắn hổ mang, trả về phía sau, lùi mông về sau. Nhịp cuối cùng nào, về trước, ngực hạ cầm, lên rắn hổ mang, lùi về phía sau, vào gót chân. Sau đó kéo hai tay về gần gối, nâng gương mặt và mình ngồi lên. Lúc này mình ngồi về cuối thảm của mình. Từ từ đừng lên cái đầu gối của mình, tay chống lên hông, mở hai cái ống chân song song. Bước chân phải dài về phía trước nè, và ép cái vùng hạng xuống. Bước xa ra ha, bước để cái vùng hông, vùng đùi của mình nó nhìn hẳn xuống sàn nè. Đạp chặt chân phải, úp chặt mũi chân trái, quạt hai tay lên trời, vươn lên, hít vào. Khi mình cúi xuống, mình sẽ thẳng gối bên phải á mọi người. Thở ra này, cúi xuống, chạm tay, thẳng gối phải, cúi đầu. Lặp lại ha, ép gối vuông góc, vươn hai tay rướn lên. Thở ra, cúi xuống, chạm tay, gối phía trước thẳng, cúi đầu. Hai nhịp nữa nào, tiếp tục hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Nhịp nữa nào, đẹp vùng hàng xuống, nhấc tay vươn lên, hít vào và thở ra. Thẳng gối, chỉ mũi chân trước, cúi đầu. Rồi vuông góc trở lại nè, tay chống vuông, mũi chân sau chống này, nhọn cái mũi chân chống tay, mình nhấc gối sau lên khỏi sàn.
hạ gối sau xuống, nhấc gối sau lên, hạ xuống. 3, hạ xuống, nhìn xuống sàn. 4, hạ xuống. Nào 5, nhấc lên, hạ xuống. Mình rút cái chân bên phải về phía sau này, đầu gối đưa về sau, lắc lư không. Và mình lại ngồi về gót chân phía sau, cúi thẳng trở lại. Mình đổi bên ha, tay chống hông, nâng người lên. Bước chân trái của mình về phía trước này, rồi nhấn vùng hàm của mình xuống. Nhớ là đừng để gần quá thì nó vuông như vậy, nó không có độ ép của cái vùng hàm và cái đầu gối nó đau, mình không để vuông góc được nha. Mình bước nó xà một chút xíu đó, và mình rớt cái hàm xuống, thấy được cái sự vững chãi không? Đó, xuống sàn. Nào, lặp lại 5 lần nha, vươn lên hít. Đáp xuống, thở ra thẳng gối phía trước. Vươn lên hít. Đáp xuống, thở ra. 2. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Nhịp cuối cùng. Hít vào. Thở ra. Sau đó vươn về trước, chống bàn tay của mình hoặc ngón tay cũng được ha. Nhón cái mũi chân này, đẩu người về trước và nhấc đùi sau này. Xuống, lên, xuống. Nào, 3, 4, 5, nhấc lên, rồi hạ xuống. Rút cái đầu gối phía trước, đưa về sau, chỉnh vào ổn điểm và lắc lư nhẹ nhàng, lắc hông. Thắt đùi nhẹ nhàng. Mình từ đây sẽ vào tư thế con bồ câu. Mình đưa cái đầu gối phải chạm vào cái cườm tay bên phải này, gác ngang cái chân ra và lùi cái chân sau, ép đùi xuống sàn. Cái chân trước ngang, hoặc là đau quá thì để chéo 45 độ ha. Rồi, lắc lư một chút vùng hông, vùng đùi thoải mái, chạm cái tay cùi xuống, hạ cùi chậu của mình xuống sàn, đùi sau úp chặt, vùng hãm nhấn xuống, đừng để lệch qua bên phải ha, giữ này, úp nó về bên trái càng tốt, giữ đây, duỗi chân sau chắc, hít thở dài, hít thở dài nào. Nếu bạn muốn bò sâu hơn, hãy bò xa tay về trước, duỗi ra và chạm hạnh trán của mình xuống sàn. Rồi mình kéo tay về gần gương mặt, nâng lên và bàn tay đưa đầu gối về sau, mình đổi bên kia ha, đùi cái gối về sau, lắc lư, lắc lư. Đổi bên kia nha mọi người, đưa chân trái vắt ngang về phía trước, lùi chân phải ép về sau, lắc lư một chút xíu, rồi tìm được vị trí thoải mái, mình hạ cái, úp chặt cái thân sau này, rớt vùng hạ, hạ cái cùi chậu, vùng đùi xuống, thở ra. Nếu muốn vào sâu hơn, hãy đạp xuống, chạm trán xuống, nhẹ nào. Và mình kéo tay về gần gương mặt. Mình lùi cái đầu gối mình đưa về sau,
tư thế 4 điểm lắc lư. Sau đó mình đẩy lên tư thế chó úp mặt đó mọi người, nhón chân. Nào, đẩy vào tư thế chó úp mặt đó mọi người, dạng lưng về sau, lắc lư nhẹ hông vai một chút xíu. Từ vị trí này nào, bám chắc ha, tay tay bám chắc, rút chân phải duỗi về sau. Và vẫn tiếp tục đẩy dài vai của mình. Mình bước chân phải ra ngoài bàn tay bên phải phía trước của mình nè. Lúc này hai tay nằm trong, ép đùi sau, ép đầu gối sau và duỗi cái chân phía sau của mình ra. Lắc lư nhẹ nhàng buông hông. Sau đó mình sẽ hạ cả hai cái cùi chỏ xuống sàn, thế vào vị trí của bàn tay này, cùi chỏ phải, cùi chỏ trái. Lúc này cả hai cùi chỏ của mình nằm dưới sàn. Giữ đây một chút xíu nào. Mình từ từ ngẩng mặt lên, mình kéo cái chân phải sát vào một chút xíu cho tới khi mà đưa cái bàn tay trái nắm được lấy cái cổ chân bên phải của mình. Rồi mình kéo cái đùi phải vô bên trong, xoay mặt lên, chân sau úp, vươn tay bên phải của mình lên trời, hướng mắt nhìn lên. Nhớ ha, cùi chỏ trái nằm dưới sàn, bàn tay trái nắm cổ chân phải, đầu gối phải kéo vào, vươn tay bên phải lên trời. Nhìn lên. Thở dài. Và từ từ gỡ tay ra. Mình rút trở lại về tư thế chó úp mặt á, hai tay chống, rút chân trước đưa về sau. Lắc lư hông vai một chút xíu. Mình đổi bên ha, rút chân trái duỗi về phía sau. Cúi sâu người, bước chân trái ra ngoài bàn tay bên trái của mình, đùi phải hạ úp chân phải duỗi về phía sau. Sau đó hạ hai cái cùi chỏ của mình chạm xuống sàn, nhìn xuống sàn và giữ ở đây. Nào, từ từ rời tay trái ha, bỏ cái chân trái vào, đưa tay phải nắm lấy cổ chân trái. Xoay người qua và mình hướng tay trái nhìn lên trời. Rồi nhẹ nhàng cúi xuống, mình bước về lại tư thế chó úp mặt nào. Chân trước bước về và duỗi về sau. Lại lắc lư thoải mái vùng hông. Sau đó mình nhìn về trước, đưa hai cái đầu gối này trước này chạm xuống sàn. Ngồi lên gót chân và thẳng lưng lên. Sau đó mình sẽ chuyển sang cái tư thế nằm ngửa người ra ha. Đẩy lùi lật người á nào, hai chân chạm hai tay úp xuôi theo người, tay hạ xuống sàn, lưng úp xuống. Mình sẽ nhấc mông của mình lên á, hai đầu gối mở rộng, hai tay úp chạm xuống nè, nhấc vùng háng lên. Thở ra. Đó, tiếp tục hít vào nhấc lên. Thở ra. Hít vào nhấc lên. Thở ra. Hít. Thở. Hít. Thở ra. Nhịp lần nào hít vào. Thở ra. Mình đưa hai chân khép vào trong, gác cái chân phải qua cái đầu gối bên trái của mình. Và lặp lại y chang ha. Nhấc lên, nhìn cái đùi bên phải của mình nè. Hạ xuống. Nhấc lên.
xuống. Hít. Thở ra. Hít vào lên. Thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào. Thở ra. Hạ xuống tư thế cây cầu, trở lại gác chân trái của mình lên. Hít vào. Thở ra. Hít. Thở. Nào. Thở ra. Hai nhịp nữa nha. Hít vào. Thở ra. Ba nhịp cuối cùng, hít vào. Thở ra. Gỡ hai chân và xòe ra trong tư thế con bướm này. Nhịp nhẹ nhàng hai chân, hai tay đưa về sau đầu, tay này nắm cái quỳ chỏ tay kia và nhấn cái cánh tay xuống sàn. Nhịp nhẹ nhàng hai gối của mình. Sau đó duỗi dài hai chân ra và dang ngang hai tay của mình. Đá chân trái lên, vắt về phải vặn lưng, dùng tay phải kéo cái gối trái xuống. Nâng lên, nằm ngửa ra. Đổi cho chân bên kia, đá chân phải lên, dùng tay trái kéo xoắn qua. Đưa về giữa, nâng lên và hạ xuống sàn. Mình nhấc hai chân nhẹ lên, xít lại, rớt xuống. Nhấc mông mình lên, rớt xuống. Lần nữa ha, nhấc nhẹ lên, rớt xuống, nhấc lồng ngực, rớt xuống, nhấc cánh tay, rớt xuôi theo người, lắc lư nhẹ đầu. Hít một hơi sâu. Mình thở dài ra. Nhắm mắt lại, lắng nghe vào hơi thở nhẹ nhàng, buông thư cơ thể mình xuống sàn và chìm vào nhịp hít thở dài. Nếu mọi người có thời gian, hãy nằm và nghỉ ngơi tới lúc nào mà mình muốn ngồi dậy thì ngồi dậy ha. Còn mà nếu mà bạn bận rộn quá hay là phải đi làm, phải dậy cho con bú thì lăn người qua một bên và lật người ngồi lên luôn. Hy vọng là bài tập vừa rồi giúp bạn thư giãn được cùng không, đem lại cái sự thư giãn thoải mái. Hẹn gặp mọi người trong bài tập lần sau nha. Bye bye mọi người.